Selena SHE lộ ảnh hẹn hò chồng cũ sau nhiều năm ly hôn, liệu gương vỡ lại lành? Khoảnh khắc Selena SHE tái hợp chồng cũ sau nhiều năm ly hôn khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền bức ảnh nữ ca sĩ Selena bị bắt gặp đi ăn tối cùng chồng cũ Trương Thừa Trung. Trong khoảnh khắc được ghi lại, bữa tối còn có sự xuất hiện của hai người chị em thân thiết trong nhóm SHE là Hebe và Ella. Bài viết cũng chỉ ra Trương Thừa Trung và bạn gái mới cũng đã chia tay, hiện anh đang muốn quay lại với Selena. Trước thông tin này, người hâm mộ tỏ ra vô cùng vui mừng vì thời điểm cặp đôi đường ai nấy đi đã khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, một số cư dân mạng chỉ ra đây chỉ là tin đồn vì bức ảnh này được chụp cách đây 2 năm. Dù hiện Selena và Trương Thừa Trung vẫn giữ liên lạc nhưng không hề có chuyện hẹn hò. Cách đây không lâu, truyền thông xứ Đài tiết lộ nữ ca sĩ đang hẹn hò với tình trẻ nhỏ hơn cô 7 tuổi. Cả hai rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân, Selena sống kín tiếng và chỉ tập trung vào công việc. Trong khi đó, Trương Thừa Trung cũng có tình mới là diễn viên Duẩn Hinh. Duẩn Hinh hơn Selena 3 tuổi, cô và Selena từng cùng theo học một trường đại học, cả hai từng là bạn bè thân thiết trong quá khứ. Tuy nhiên, chồng cũ của Selena và Duẩn Hinh được cho là đã chia tay nhau vào tháng 3 năm nay sau 2 năm hẹn hò. Nhưng đến tháng 8, cả hai lại bị truyền thông bắt gặp đi xe chung, thậm chí sau đó cặp đôi bắt gặp đi ăn với nhau và sau đó cùng trở về nhà Trương Thừa Trung và qua đêm. Theo truyền thông từng đưa tin, thời điểm khi biết tin chồng cũ hẹn hò với bạn thân Duẩn Hinh, giọng ca của SHE thậm chí còn chúc phúc cho Trương Thừa Trung và tình mới. Selena vốn là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng xứ Đài SHE. Ra mắt năm 2001, SHE gồm 3 cô gái xinh đẹp, Hebe đáng yêu, Ella cá tính, Selena dịu dàng, nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng. Không chỉ chiếm được cảm tình người hâm mộ Đài Loan, danh tiếng của họ còn lan tỏa và phủ sóng toàn châu Á. Thời kỳ Hoàng Kim, SHE chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng âm nhạc, quen mặt trên nhiều phim truyền hình nổi tiếng và duy trì được sức hút của mình suốt 10 năm có lẽ. Tuy nhiên, khi phong trào thần tượng Đài Loan thoái trào, nhóm nhạc nữ đình đám ngày nào đã tan rã, mỗi người có một cuộc sống riêng. Trong khi hai thành viên Hebe và Ella đời tư tương đối bằng phẳng và có sự nghiệp ổn định, thì cô gái xinh đẹp nhất nhóm Selena lại không may mắn như vậy. Năm 2010, báo giới Trung Quốc rúng động đưa tin về tai nạn phim trường Love in Spring của Đài Hồ Nam. Đáng chú ý, hai diễn viên của phim là nam chính Du Hạo Minh và nữ chính Selena phải hứng chịu hậu quả lớn nhất, toàn bộ thân mình bị bỏng nặng. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng Selena vẫn bị bỏng đến 54% cơ thể. May mắn là phần da quanh mắt không sao, nhưng toàn bộ phần da mặt và cánh tay đều bị ảnh hưởng, để lại nhiều vết sẹo lớn và sưng phù. Sức khỏe và nhan sắc từ đó mà suy giảm trầm trọng. Chính vụ tai nạn này đã khiến cuộc đời Selena bước sang một trang mới. Vượt lên nỗi đau về thể xác, Selena đã vực dậy một cách mạnh mẽ và đầy nghị lực nhờ sự động viên của những người thân. Cuối năm 2011, Selena lên xe hoa với luật sư Trương Thừa Trung, người đàn ông đã ở bên cô trong lúc khó khăn nhất. Trương Thừa Trung được nhiều người khen ngợi vào thời điểm yêu và kết hôn với Selena. Thời điểm đó, nữ ca sĩ Selena vô tình bị bỏng nặng và chấn thương, nguy hiểm đến tính mạng khi quay phim. Nhưng nam luật sư này luôn bên bạn gái để đồng hành cùng cô. Thậm chí, anh chấp nhận kết hôn với Selena dù cô bị biến dạng, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Có thể nói, chuyện tình của Selena và Thừa Trung từng được cả làng giải trí châu Á ngưỡng mộ. Trong giai đoạn mới kết hôn, Selena luôn dành những lời ngọt ngào và đầy tự hào nói về ông xã, người đàn ông chấp nhận ở bên cô lúc cô suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Song chỉ sau 5 năm kết hôn, Selena và chồng bất ngờ thông báo chia tay. Một nguồn tin cho hay, nữ ca sĩ nổi tiếng phát hiện ra chồng ngoại tình. Cặp đôi không có con chung, dù Selena từng nhiều lần thổ lộ mong muốn làm mẹ. Sau khi ly hôn, Selena khẳng định cô và chồng cũ vẫn luôn xem nhau như những người bạn tốt, dù không còn là vợ chồng. Nữ ca sĩ xinh đẹp còn thú nhận mình đã không làm tốt vai trò của một người vợ nên muốn giải phóng cho Thừa Trung. Năm 2016, luật sư Thừa Trung từng thừa nhận sai lầm khi đánh mất cuộc hôn nhân với Selena và khẳng định vẫn luôn yêu, tôn thờ cô. Hiện tại, Selena và Thừa Trung đều đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.